Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong ngày 5 tháng 10, do ảnh hưởng của cơn bão Conu tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Cao Hùng. Hãng hàng không Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đến Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chuyến bay tương ứng vào đêm 5 tháng 10 và sáng 6 tháng 10 sẽ sử dụng tàu thân rộng để phục vụ khách. Cùng ngày, các chuyến bay VJ885, VJ886 của Vietjet chặn Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng khai thác. Một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền. Tình huống chuyến bay thay đổi kế hoạch khai thác vì ảnh hưởng của bão là bất khả kháng, đặc thù của ngành vận tải hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Các hãng hàng không cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật thông báo. Đồng thời khuyến nghị hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay, lịch trình cụ thể trên website và ứng dụng điện thoại. Đối với các hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo quy định hiện hành. Ngoài ra, để được hỗ trợ thêm, hành khách có thể truy cập website, ứng dụng di động, liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức và tổng đài chăm sóc khách hàng của các hãng. Trang web của Cục Thời tiết Đài Loan mới đây thông báo, bão Conu nằm cách mũi Ellenby, điểm cực nam của Đài Loan, Trung Quốc trong đêm 3 tháng 10. Theo giờ địa phương, 380 km về phía đông và đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 12 km/h. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan, 22 chuyến bay nội địa đã bị hủy tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 10. Không có tuyến quốc tế hoặc xuyên eo biển nào bị ảnh hưởng. Không có chuyến bay nào của hãng hàng không Eva Air phục vụ các tuyến Cao Hùng, Narita và Cao Hùng, Osaka bị ảnh hưởng trong sáng 4 tháng 10. Nhưng tất cả các chuyến bay trên hai tuyến này sẽ bị hủy từ chiều 4 tháng 10. Đến cả ngày 5 tháng 10. Tương tự, Tiger Air Taiwan cho biết, trong ngày 4 tháng 10, hãng hàng không này đã hủy các chuyến bay IT-662, IT-663 và IT-268, IT-269, lần lượt phục vụ các tuyến Cao Hùng, Gimpo và Cao Hùng, Nagoya. Mandarin Airlines thông tin, tất cả các chuyến bay vào ngày 4 tháng 10 giữa Đài Bắc và Đài Đông, Đài Trung và Hoa Liên, Cao Hùng và Hoa Liên đã bị hủy, cũng như các chuyến bay AE-351, 352, phục vụ tuyến nối Cao Hùng và Bành Hồ. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên những hình ảnh tàn phá khủng khiếp của bão Sola tiến vào Biển Đông hồi đầu tháng 9. Những nơi cơn bão Sola quét qua, giao thông hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ bị đình trệ, hàng loạt trường học và nhà trẻ đóng cửa, cửa hàng ngừng kinh doanh, dự án lớn ngoài trời ngừng xây dựng và người dân phải hạn chế ra ngoài để tránh tai nạn. Cơn ác mộng bão Sola rất có thể sẽ quay lại khi cơn bão mới nhất cho biết sức gió ở tâm bão Conu, cơn bão tiến rất gần Biển Đông đang mạnh lên rất nhanh và dự kiến đạt 155 km/h. Theo Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pasaga, vào hồi 14 giờ ngày 2 tháng 10, bão Conu, tên địa phương là Jenny, sẽ nằm cách Calayan, Cagayan, 580 km về phía đông. Sức gió 140 km/h, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Conu sẽ di chuyển về phía eo biển Luzon và mạnh lên thành bão dữ dội vào ngày 3 tháng 10. Pasaga cảnh báo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa nên đề phòng lũ quét và lở đất có thể xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Lượng mưa dự báo nhìn chung cao hơn ở các vùng cao hoặc miền núi. Trong những điều kiện như vậy, lũ lụt và lở đất do mưa có thể xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi những mối nguy hiểm này. Bão Conu hình thành vào sáng 30 tháng 9. Trên vùng biển phía Tây của Bắc Thái Bình Dương, phía Đông Nam Đài Loan, Trung Quốc. Theo dự báo đường đi, bão Conu sẽ đi qua phần phía Nam của Đài Loan vào tối 4 tháng 10 hoặc sáng 5 tháng 10. Tuy nhiên, kịch bản bão đổ bộ hoặc tiếp cận gần vùng cực Bắc Luzon vẫn không bị loại trừ. Cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông cho hay, bão Conu sẽ trở thành bão dữ dội, có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn khi đi vào phạm vi 400 km quanh thành phố vào ngày 6 tháng 10. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy, ở bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào cuối tuần sẽ có gió mạnh và mưa lớn. Trong khi đó, cơn bão đang mang lại thời tiết đẹp và nóng cho miền Nam Trung Quốc trong kỳ nghỉ cuối tuần dài kết hợp giữa nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Conu ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão. Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân, tàu thuyền
khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Vì vậy, những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với ngư dân. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Theo dự báo bão mới nhất, cơn bão Coi-nu gần Biển Đông dự kiến đổ bộ miền Nam Đài Loan, Trung Quốc. Về thời gian dự kiến cơn bão Coi-nu sẽ đổ bộ, theo các cơ quan dự báo thời tiết cho hay, có thể vào ngày 5 tháng 10, quỹ đạo bão sẽ thay đổi. Trước đó, đêm 2 tháng 10, Cục Thời tiết Đài Loan hay còn gọi là CWB phát cảnh báo trên biển khi bão Coi-nu tiếp tục di chuyển về hòn đảo này. Theo CWB, bão Coi-nu hiện nằm cách mũi Nga Loan, điểm cực nam của Đài Loan 530 km về phía đông, đông nam và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 9 km/h. Theo dữ liệu của CWB, với bán kính 220 km, bão Coi-nu có sức gió duy trì tối đa 155 km/h, giật lên tới 191 km/h. Chuyên gia dự báo thời tiết Hoan En Hun của CWB cho biết, dựa trên diễn biến hiện tại, cơn bão có thể đổ bộ vào khu vực phía nam của huyện Đài Đông vào ngày 5 tháng 10 và cảnh báo trên đất liền sẽ được đưa ra trong ngày 3 tháng 10. Vùng ngoại vi của cơn bão có thể mang theo mưa rào rải rác ở phía bắc, đông bắc, đông và đông nam Đài Loan trong ngày 3 tháng 10. Do ảnh hưởng của bão, dự báo sẽ có sóng cao dọc theo bờ biển phía bắc và phía đông của Đài Loan, cũng như trên đảo Hoa Lan và đảo Xanh, bán đảo Hoàng Xuân và huyện Liên Giang. Trong khi đó, Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Bagasa cho biết, Philippines đối mặt với những trận mưa lớn do bão Coi-nu, tên địa phương là Jenny gây ra. Dự báo vào hồi 14 giờ ngày 3 tháng 10, bão sẽ cách Ibayat, Bantanes 300 km về phía đông, với sức gió 155 km/h, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Bagasa cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét và lở đất ở một số vùng trong cả nước. Ngoài ra, cơn bão dự kiến cũng tăng cường gió mùa Tây Nam gây mưa và dông ở đảo chính Luzon. Bagasa dự báo, bão Coi-nu sẽ đạt cường độ tối đa vào ngày 3 tháng 10, sau đó là xu hướng suy yếu dần bắt đầu từ trưa 4 tháng 10, nhưng vẫn ở cấp bão cuồng phong. Việc cơn bão Coi-nu ở Philippines gọi là bão Jenny đang tiếp tục mạnh lên, được dự báo sẽ đi vào Biển Đông, nhưng nó được cho là sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong vài ngày tới. Coi-nu được cho là sẽ đi vào Biển Đông từ ngày 6 tháng 10. Sau thời điểm này, có một đợt gió mùa Đông Bắc vào cuối tuần sau, nên cơn bão này có thể bị đẩy hơi chết xuống phía Nam, tiến sâu hơn vào Biển Đông. Trong vài ngày sau đó, do ảnh hưởng của gió Bắc, Đông Bắc và có thể do cả ảnh hưởng của bão Coi-nu, nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Đông Bắc nước ta sẽ giảm, có thể sẽ mưa. Nhưng gió mùa Đông Bắc cũng sẽ tác động một cách khó dự đoán đến cường độ và hướng di chuyển của bão Coi-nu, nên những dự báo sau ngày 6 tháng 10 thì độ chắc chắn là thấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!